Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị còn nhớ một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại Hà Nội. Từ một khung hình camera, một chiếc xe máy bị mất cắp cùng với chiếc căn cước công dân của một cô gái bị mất tích bí ẩn sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mọi manh mối đã giúp các cán bộ chiến sĩ công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội vạch trần tội ác của kẻ giết người, cướp tài sản. Hoàng Minh Hào, sinh năm 2004, trú ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Một gã thanh niên lêu lổng, lười biếng, chuyên trộm cắp xe máy và tài sản khác ở các xóm trọ. Chính là đối tượng giết người cướp tài sản trong vụ án gây chấn động tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tháng 2 năm 2024, Lê Thị Thùy Linh, sinh năm 2003, trú ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, là quản lý của chung cư mini tại ngõ 79 Cầu Giấy, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, là nạn nhân trong vụ giết người cướp tài sản này. Cô gái đã bị kẻ thủ ác sát hại khi tuổi đời còn rất trẻ, mới chỉ 21 tuổi. Ngày 22 tháng 1 năm 2024, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo về vụ mất trộm chiếc xe gắn máy hiệu Honda Vision tại khu trọ nằm trên đường Nguyễn Trãi thuộc phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngôi nhà số 20 ngõ 19 là một ngôi nhà cho thuê trọ cao 5 tầng khép kín với cư dân đủ mọi thành phần. Trong quá trình điều tra, các trinh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân nhận thấy cửa ra vào nhà không hề có dấu hiệu của việc cậy phá. Ngôi nhà này chỉ có một lối ra vào duy nhất và cánh cửa được chủ nhà lắp đặt khóa từ chống trộm. Mặt khác, dưới tầng hầm tòa nhà là nơi để xe có lắp camera an ninh. Nhưng thiết bị này dường như đã bị phá hỏng trước khi sự việc xảy ra. Rà soát toàn bộ camera xung quanh ngôi nhà cho thuê trọ, trinh sát thu được hình ảnh của đối tượng đang điều khiển chiếc xe bị mất đi từ cổng nhà trọ ra. Tên trộm cao khoảng 1m70, đeo khẩu trang, mặc áo trùm kín đầu. Trước khi rời đi, hắn còn dựng xe, khóa cổng lại. Từ những tình tiết này đã đưa các trinh sát tới nhận định kẻ trộm xe rất có thể là một trong số những người khách đang thuê trọ ở đây. Nhận định về những tình tiết của vụ án, Trung tá Đỗ Xuân Trung, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân cho biết, ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát, sàng lọc cư dân xóm trọ, trích xuất dữ liệu camera và lấy lời khai nhân chứng. Các trinh sát đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn gây ra vụ trộm cắp chiếc xe Vision là Hoàng Minh Hào, sinh năm 2004, trú tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Qua nắm tình hình xác định, Hào không có công ăn việc làm và thường xuyên vắng mặt tại địa phương. Sau khi vụ trộm xảy ra, đối tượng không quay lại nhà trọ. Tiến hành rà soát hiện trường theo hướng tẩu thoát của Hào sau khi trộm cắp xe máy, đã dựng được hướng đi của đối tượng từ Thanh Xuân và ra đến khu vực gần bến xe Mỹ Đình. Tại đây, đối tượng đã thuê nhà nghỉ ở phía sau bến xe Mỹ Đình trong một ngày, sau đó lại thay đổi chỗ ở, tiếp tục thuê các nhà nghỉ khác. Tại thời điểm đó, cơ quan điều tra mất dấu đối tượng. Đến mùng 9 Tết Nguyên đán, qua công tác nắm tình hình, các mũi trinh sát phát hiện thông tin Hào đã xuất hiện ở địa bàn Cầu Diễn gần khu vực đường Nhổn và xung quanh khu vực trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, quận Bắc Từ Liêm. Đến 12 giờ 30 ngày 19 tháng 2 năm 2024 thì tìm được Hào và đối tượng được đưa về cơ quan điều tra để đấu tranh làm rõ vụ án. Tại công an quận Thanh Xuân, Hào khai báo khá rõ ràng rành mạch về vụ trộm cắp xe máy ở xóm trọ, phù hợp với các tài liệu chứng cứ cơ quan điều tra đã thu thập được. Theo đó, ngày 22 tháng 1 năm 2024, phát hiện chiếc Honda Vision màu đen không khóa cổ, khóa càng, Hào đã dùng vam kẹp cơ khí phá khóa rồi mang đi cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó, Hào đến khu vực Mỹ Đình thuê nhà nghỉ ở đó. Đến trưa 25 tháng 1, Hoàng Minh Hào bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết nên các trinh sát mất dấu đối tượng cho đến khi Hào trở lại khu vực Bắc Từ Liêm thì bị bắt. Lý giải động cơ gây án là vì không có việc làm, không có tiền đóng nhà trọ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe máy dựng ở dưới hầm để xe của nhà trọ này. Trung tá Luyện Huy Hoàng, phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Xuân đã cho biết, chiếc xe máy Vision đối tượng Hào sử dụng khi bị bắt giữ có đặc điểm tương đối giống với tang vật vụ trộm ở xóm trọ tại phường Thượng Đình,
nhưng khi kiểm tra số khung, số máy thì xác định đó không phải là chiếc xe này. Kiểm tra kỹ màu sơn gốc của xe là màu sơn đỏ nhưng đã được dán đề can ngoài thành màu đen, xe cũng không đeo biển kiểm soát. Khi bị xét hỏi về nguồn gốc chiếc xe này, đối tượng Hào tỏ ra lúng túng, loanh quanh và nói rằng đây là xe mượn của người chị xã hội. Cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra giấy tờ mang theo người của đối tượng, phát hiện một bộ giấy tờ mang tên một người phụ nữ là Lê Thị Thùy Linh, sinh năm 2003, có hộ khẩu thường trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Và khi hỏi đến nguồn gốc chiếc xe máy Vision không đeo biển kiểm soát, cùng giấy tờ tùy thân mang tên chị Lê Thị Thùy Linh, thì thái độ khai báo của Hào thay đổi. Hào khai xe là do chị Linh cho mượn, vì trước Tết không có chỗ gửi trong khi chị phải về quê. Nhưng khi điều tra viên hỏi đến việc tại sao chị Linh cho mượn xe máy kèm theo cả giấy tờ tùy thân của chị Linh, bao gồm hai căn cước công dân và bằng lái xe máy A1, ba thẻ ngân hàng, thì Hào lúng túng, bắt đầu khai báo quanh co. Từ những thông tin về chị Lê Thị Thùy Linh, trên những giấy tờ thu được từ đối tượng Hào cùng những lời khai có nhiều mâu thuẫn, các điều tra viên đã dựa vào thông tin trên căn cước, xác minh ở địa phương, rồi từ đó lần theo từng đầu mối để xác định được chị Linh hiện đang ra sao, ở đâu, có liên quan gì đến Hào. Tổ xác minh của đội cảnh sát hình sự công an quận Thanh Xuân đã làm việc với cơ quan chức năng tại tỉnh Thanh Hóa. Qua đó thu về một thông tin quan trọng, bố đẻ của chị Linh, ông Lê Xuân Sáu ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã trình báo về việc con gái bị mất tích. Gia đình cho biết chị Linh có thói quen gọi điện liên lạc hàng ngày về gia đình, nhưng từ sáng mùng 6 Tết, tức ngày 15 tháng 2 năm 2024, chị Linh ra Hà Nội thì gia đình bật tin chị. Đến tối mùng 8 Tết, ngày 17 tháng 2, ông Sáu nhận được cuộc gọi từ một người bạn ở cùng trọ với chị Linh về việc chiều mùng 7 Tết, ngày 16 tháng 2, chị Linh ra khỏi nhà, đi đâu đến tận thời điểm tối mùng 8 Tết chưa thấy về. Khi đi, cô gái 21 tuổi mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Nhận thấy những dấu hiệu rõ nét về sự liên quan của đối tượng Hào với vụ mất tích bí ẩn của chị Linh, các trinh sát hình sự quận Thanh Xuân đã tung quân rà soát camera trên các cung đường có thể chị Linh đã đi trước khi bị mất tích. Kết quả đúng như dự đoán, khi một số camera đã thu được hình ảnh đối tượng Hào xuất hiện tại khu nhà trọ mà chị Linh làm quản lý. Lúc này nội dung cuộc đấu tranh bắt đầu xoay quanh vụ mất tích của chị Lê Thị Thùy Linh. Trước những chứng cứ khoa học, khách quan được thu thập qua camera cùng kinh nghiệm điều tra và nghiệp vụ xét hỏi sắc sảo của các trinh sát điều tra, Hào không thể phủ nhận sự dính líu của mình với vụ mất tích của chị Linh và cúi đầu khai nhận về tội ác man dợ của mình. Theo đó, sáng 16 tháng 2 năm 2024, Hào lên mạng Facebook tìm kiếm nhà trọ, vẫn với mục đích thuê trọ rồi trộm cắp tài sản. Tại đây, Hào tiếp cận thông tin giao cho thuê trọ của chị Linh là người làm thuê cho một chủ trọ, có nhiệm vụ giao thông tin cho thuê trọ trên mạng. Hai người hẹn gặp nhau tại nhà số 1, hẻm 79/40/14, đường Cầu Giấy để xem phòng trọ. Khoảng 20:30 cùng ngày, Hào gặp chị Linh tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà và được dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Trong lúc tiếp xúc, thấy chị Linh có hai chiếc điện thoại và một chiếc xe máy nên Hào nảy sinh ý định cướp tài sản. Nhân lúc nạn nhân sơ hở, Hào đã dùng tay bóp cổ nạn nhân rồi lôi vào trong phòng. Thấy nạn nhân đã bất động, Hào thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hào lấy xe máy cùng tài sản khác của chị Linh rồi bỏ đi. Căn cứ lời khai của hung thủ, lực lượng cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra hiện trường, phát hiện thi thể nạn nhân Lê Thị Thùy Linh được giấu trong tủ bếp trên sàn nhà, vẫn còn quần áo tư trang của nạn nhân. Trên chiếc đệm qua khám nghiệm, thu được dấu vết tế bào của hung thủ để lại. Kết quả giám định truy nguyên đồng nhất đã đủ cơ sở khoa học xác định chính đối tượng Hào đã thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22 tháng 1 tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội và vụ án giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày 16 tháng 2
tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu không có sự nhạy bén, kiên trì và hoạt động chuyên nghiệp của cơ quan cảnh sát điều tra, chúng ta không thể biết được rằng chiếc xe máy trộm cắp chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh kinh hoàng hơn mà tội ác đằng sau chưa lộ diện. Vậy bài học rút ra đối với những người phụ nữ làm nghề môi giới nhà đất, bất động sản, môi giới cho thuê nhà là gì? Đó là phải nâng cao ý thức cảnh giác khi thực hiện các giao dịch vào buổi tối, ban đêm. Vì trong bối cảnh đêm tối, ở những không gian riêng tư, không có sự trợ giúp từ bên ngoài, họ rất dễ trở thành nạn nhân của tội phạm. Ngày 23 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Văn Tam, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Asanzo và ông Phạm Xuân Tình, đại diện pháp luật, tổng giám đốc công ty Asanzo về tội trốn thuế. Ông Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra xác định ông Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký các hợp đồng nguyên tắc với công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Việt Tài, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư sản xuất An Thiên, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn. Sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Asanzo của công ty cổ phần tập đoàn Asanzo và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng. Trước đó vào hôm 16 tháng 10 năm 2019, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến tập đoàn Asanzo.